Tiếp theo tập trước, Phù Sơ nói với La Chính: "Đại Tiên có muốn so tài với Tỷ Tỷ một chút không? Xem thử Đại Tiên và Tỷ Tỷ ai lợi hại hơn." La Chính đồng ý: "Thế thì thử thôi, ta cũng muốn tìm hiểu sức mạnh của Hoang Thần rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào." Tiểu Vân vung tay lên và nói: "Ngươi chuẩn bị kỹ chưa? Ta sắp ra tay đấy nhé, ngươi phải cẩn thận, sức mạnh của ta rất lớn đấy." Thế là Tiểu Vân co tay đấm về phía La Chính, hai quyền đối chọi vào nhau nghe ầm một tiếng. Tiểu Vân thầm nghĩ: "Sức mạnh lớn thật, hắn không có sức mạnh Hoang Thần, lại chặn được một kích của mình." nếu như thật sự tu thành cảnh giới hoang thần còn đang sợ đến cỡ nào tiểu vân lúc này đã biến nhỏ lại rồi hỏi ngươi rốt cuộc là ai ngươi tới từ nơi nào la chính đáp ta chỉ có thể nói với ngươi ta tên la chính những thứ khác tạm thời không nói tiểu vân hỏi tiếp vậy mục đích mà ngươi tới nơi này là gì la chính trả lời mục đích là phải trở nên mạnh hơn nữa tiểu vân mặc lại chiếc váy rách của mình rồi nói ngươi đã lợi hại như vậy rồi mà còn muốn trở nên hùng mạnh hơn nữa xem ra kẻ địch của ngươi rất mạnh thế thì hãy tu luyện hoang thần đi ta có thể dạy ngươi phương pháp tu luyện la chính đáp lời đúng là ta cũng có ý định tu luyện hoang thần vừa hay muốn hỏi ngươi có đồng ý dạy hay không la chính lại nghĩ vừa nãy khi cô ta biến thành người khổng lồ mình đã liên tưởng đến oa ảnh của yên nhi có khi nào sinh linh bên trong thế giới mẹ đều có thể biến thành khổng lồ như vậy không tiểu vân chỉ về phía phù sơ ta quả thật có điều kiện hãy dạy phù sơ cách thức tu luyện chân nguyên bát mạch của hắn đã bị phong ấn không thể tu luyện hoang cốt phù sơ cảm động gọi tỷ tỷ la chính đồng ý được nhưng mà ta có thể truyền cách thức tu luyện không nhận đồ đệ tiểu vân cũng tỏ ra hài lòng một lời đã định sau đó la chính đi theo tiểu vân tiểu vân nói với la chính nếu như ta muốn dạy lại cho ngươi những thứ này thì nhất định phải nói rõ về hoang cốt trong hoang cốt này bao hàm sức mạnh của hoang thần thật ra là một loại truyền thừa la chính ngạc nhiên hỏi truyền thừa tiểu vân giải thích ưng ừ, những hoang cốt này đều do các cường gia mạnh nhất thời viễn cổ để lại trải qua hàng trăm triệu năm lắng động chúng ngưng kết bên trong xương cốt biến thành hoang cốt vì thế mới nội sức mạnh của chúng ta đều được truyền thừa từ những cường giả thời thượng cổ La chính tròn mắt ngập nhiên, thì ra là như vậy. Tiểu Vân tiếp tục, bây giờ ngươi có thể thử hấp thụ một vài sức mạnh hoang thần được bao hàm trong miếng hoang cốt mà phù sơ đã đưa cho ngươi. Hãy nhớ đem những sức mạnh hoang thần này thấm vào mỗi một tấc thân thể, thấm vào từng cái xương của ngươi mới được. La chính cầm khúc xương trên tay, hắn thầm nghĩ, lúc mình mới tu luyện võ đạo, mục tiêu của bản thân chính là gột rửa bài trừ hoàn toàn tạp chất bên trong thân thể, nhưng sử dụng cách tu luyện hoang cốt này thì lại đi con đường ngược lại, phải để sức mạnh của hoang cốt hoàn toàn thẩm thấu vào cơ thể. Tiểu Vân nhắc nhở đây chỉ là hoang cốt cấp thấp nhất vì thế đối với ngươi mà nói không có bất cứ bài xích nào một số hoang cốt cường đại sẽ không dễ hấp thụ như vậy đâu la chính lại hỏi còn có một vài hoang cốt cường đại hơn sao tiểu vân trả lời đương nhiên rồi nhưng sức mạnh của những hoang cốt kia chỉ truyền thừa cho con cháu đời sau của mình nhất định phải có huyết thống của bọn họ mấy năm trước ta từng đào được hai khúc hoang cốt có chứa huyết thống của si loại hoang cốt này người như ta không thể nào hấp thụ được chỉ có thể bán đi la chính ngạc nhiên hỏi lại hoang cốt mang huyết thống si la chính vút cảm suy nghĩ chắc hẳn những hoang cốt kia là của những đại năng đã từng ở trong tộc lê dân để lại bên trong hỗn độn đã từng xảy ra chuyện gì mà tại sao lại có nhiều hoang cốt rơi xuống đây như vậy la chính thắc mắc nếu chỉ những ai có huyết thống siviu mới có thể hấp thu sức mạnh trong hoang cốt thì mấy người kia lấy nó đi cũng có ích lợi gì đâu chẳng lẽ ở đây cũng có người mang huyết thống siviu sao tiểu vân giải thích nghe nói là có một vài cường giả trong những cốt tháp kia cũng có người mang huyết thống siviu la chính vui vẻ thầm nghĩ, chỉ có tộc lê dân mới có thể kế thừa huyết thống si chẳng lẽ trong thiên ma ngoại vực cũng có lê dân tồn tại ư nếu quả thật có lê dân ở đây có lê dân họ sẽ trở thành một đội viện binh hùng hậu mình phải tìm cơ hội lên cốt tháp thăm dò một lần tiểu vân nói với la chính bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách luyện hóa nó phương pháp mà ta vận dụng có tên là lịch tuyển thổi nhỏ ta đã được một vị kỳ nhân truyền thụ cho nói xong cô ta cầm khúc xương lên bắt đầu tẩm ướp gia vị à nhầm bắt đầu truyền năng lượng vào tiểu vân vừa khống chế khúc xương vừa giải thích điểm trọng yếu của phương pháp lịch tuyển là khống chế thần niệm trong nhanh có chậm từ trong ra ngoài dẫn dắt sức mạnh trong hoang cốt ra ngoài từng chút một thần niệm dân rất tuôn ra nhẹ như như suối không yếu không giảm dốc rách khẽ trôi la chính nhìn sức mạnh trong khúc xương bùng phát thì cảm thán thì ra là như vậy tiểu vân bên này tiếp tục giảng giải lúc hấp thụ sức mạnh hoang thần nhất định phải tập trung khi vừa đưa nó vào trong cơ thể ngươi phải lập tức hấp thu nói một cách đều đặn với tốc độ nhanh nhất la chính gật đầu như bổ củi ừm ừm tiểu vân đưa khúc xương cho la chính và nói được rồi người bình thường có thể thu nạp nhiều nhất là 3 phần sức mạnh hoang thần, 7 phần còn lại không thể khóa trong cơ thể được, nên cuối cùng đều bị lãng phí hết cả. Sau đó lại nghĩ, hắn vừa mới bắt đầu thử, e rằng sẽ triệt để lãng phí một ít, mình phải lấy ra mấy hoang cốt để dự bị. La Chính bên này đã điều động chân hỏa để nướng khúc xương, sau đó, sức mạnh trong khúc xương từ từ bị hắn lấy ra, chẳng mấy chốc mà hấp thu sạch sẽ. Tiểu Vân ngạc nhiên hỏi, nhanh như vậy thì đã hấp thu xong rồi sao? Vì sao ngươi lại không có chút sức mạnh hoang thần nào bị tiêu tán ra ngoài? La Chính trả lời, ta cũng không biết là tại sao nữa có lẽ là hào quang nhân vật chính la chính lại nghĩ thần kỳ thật dù là cơ bắp hay xương cốt thậm chí gân mạch đều có cảm giác đang phồng to lên trong nhục thân của mình cảm thấy thân thể mình ẩn chứa một lượng sức mạnh khó diễn tả bằng lời quả nhiên là đặc biệt tiểu vân khen ngợi từ trước đến nay ta chưa gặp một người nào có thiên phú như ngươi có thể ngươi rất thích hợp để tu luyện hoang thần nếu ngươi có thực lực đảm bảo ngươi có thể đi đến đồng hoang vạn cổ xem thử nói không chừng còn có thể lấy được hoang cốt tốt hơn la chính lấy ra một cuốn sách và nói đây là công pháp tu luyện chân nguyên dựa theo lời hứa ta đưa cho ngươi la chính bay vút vào bên trong cánh đồng vạn cổ hắn nhận định muốn đi vào cốt tháp thì nhất định phải tu thành hoang thần mới có đủ tư cách bản thân tiểu vân cũng là một hoang thần nàng cũng hy vọng mình có thể mạnh hơn vậy vì sao nàng lại không tiến vào cốt tháp la chính thấy một khúc xương bên dưới như đang chào mời hắn cúi xuống nhặt lấy và nghĩ mình hình như có thể cảm ứng được ở dưới nơi sâu mấy trăm trượng này có một hoang cốt không tầm thường thế là hắn cắm đầu lao thẳng xuống dưới đất trước mặt hắn là một cái đầu lâu con gì đó rất to la chính nhận định hoang cốt màu đỏ máu hơn nữa cũng lớn hơn không ít so với hoang cốt bình thường phải dùng nhẫn để thu nó lại mới được bên này hai chị em tiểu vân đang ngồi xem sách phù sơ vui vẻ reo lên tỷ không ngờ pháp môn chân nguyên mà hắn đưa cho ta lại có hiệu quả hắn là người thế nào vậy tiểu vân trả lời hình như hắn không phải là người của thế giới chúng ta nghe nói tổ tiên của chúng ta đều đến từ một nơi rất rất cao trên không trung với tên gọi thế giới mẹ nhưng chúng ta đã bị trục xuất khỏi thế giới đó phù sơ ngạc nhiên hỏi lại vậy sao nếu như hắn đến từ thế giới mẹ sau này ta tu luyện có hiệu quả có lẽ cũng có thể quay về được la chính vén rèm bước vào và nói về rồi đây phù sơ vội hỏi thu hoạch thế nào la chính ném ra một đống xương sầu trước mặt hai người tiểu vân la lên trời ơi lại nhiều như vậy sao mấy trăm người trong bộ tộc cùng tìm trong một tháng mà cũng chỉ may mắn thấy vài miếng thôi đây là bao nhiêu cái chứ phù sơ liền hỏi ngươi làm cách nào vậy la chính đáp may mắn phù sơ bật lại kẻ ngốc mới tin là may mắn La Chính lấy một ít xương cốt ra cho hai chị em và nói, 12 miếng này là đem về cho các ngươi xem như quả cảm ơn. Tiểu Vân ngạc nhiên hỏi, số hoang cốt này đều thuộc về ta sao? La Chính xác nhận, ừm, nhưng mà ta còn có một miếng hoang cốt, muốn thỉnh giáo các ngươi một chút. Thế là hắn ném cái xương sọ to tổ bố ra, phù sơ kinh ngạc hỏi, đây là gì vậy tỷ tỷ? Tiểu Vân trợn tròn đôi mắt và hét lên, nhanh cất đi. La Chính ngạc nhiên hỏi, sao thế? Tiểu Vân giải thích, là hoang cốt huyết mạch của sói thần linh sát. Mấy miếng hoang cốt này nếu như bị người khác phát hiện, phiền phức rất lớn, sẽ có rất nhiều người đến tranh giành. La Chính ngạc nhiên hỏi, thứ này thật sự rất thần kỳ à? Tiểu Vân lại nói, ta cho ngươi thử một chút là ngươi biết thôi mà. Thế là cô ta phất tay một cái, sức mạnh trong cái đầu lâu tỏa ra, ngươi xem sức mạnh của nó rất bá đạo. La Chính lại hỏi, đây là hoang cốt có huyết mạch gì vậy? Tiểu Vân giải thích, là huyết mạch của linh sát lang thần. Linh sát lang thần xếp thứ 61 trên bảng truyền thừa, huyết thống cũng là một loại huyết thống rất lợi hại, ngươi không thể hấp thu nó, nhưng nếu bán nó đi thì sẽ đổi được ít nhất là 50 miếng hoang cốt với kích cỡ tương đương la chính cũng thò tay sờ thử quả nhiên không thể hấp thu được tiểu vân lại nói cái này cũng bình thường thôi ta đã từng nói với ngươi nếu như ngươi không phải là hậu nhân của bọn họ thì nhất định sẽ không hấp thụ được la chính cũng xác nhận sau đó thì nghĩ vậy có lẽ mình sẽ hấp thụ được hoang cốt của huyết mạch si view đúng không la chính lại hỏi không biết huyết thống si view xếp thứ mấy trong bảng truyền thừa huyết mạch tiểu vân trả lời thứ ba huyết thống si view cũng là huyết thống cực kỳ mạnh thật ra nó không kém hơn huyết thống hiên viên hạng hai là bao thế lực lớn truyền thừa hai loại huyết thống này đã tranh đấu với nhau vô số năm rồi la chính hỏi lại hiên viên trong lòng thầm nghĩ ở đây cũng có hậu nhân của hiên viên la chính hỏi tiếp vậy hạng nhất của bảng truyền thừa huyết mạch là gì tiểu vân giải thích là huyết thống nữ oa chỉ đáng tiếc đại đa số người đều không phải là hậu duệ của bọn họ cũng rất khó tìm được loại hoang cốt đó nếu như có vận may tình cờ có được chi bằng bán đi thì tốt hơn có lúc xử lý không ổn thỏa thậm chí sẽ chuốc họa vào thân la chính tán thành ta hiểu rồi một lúc sau có một tên rất lạc đà đi tới hắn thông báo ta đến thu mua hoàng cốt bộ lạc tấn thiết tháng này thu thập được bao nhiêu hoàng cốt tiểu vân bày đám xương sầu ra ra rồi đáp 23 miếng tên kia liền ném cái túi tiền ra và nói ớt ít như vậy sao bỏ đi đây là thù lao cho các ngươi tiểu vân lại nói với tên này bạn ta có một thứ muốn nhờ phòng bán đấu giá của thương đội các huynh đấu giá các huynh có thể để bạn ta cùng đi đến đó giới thiệu không tên kia lớn tiếng rè biểu thư rách nát gì mà còn phải để thương đội bọn ta bán đấu giá tiểu vân này nhỉ tạm thời không thể nói chỉ là phiền kỳ ca dẫn bạn ta theo cùng chút tấm lòng vẫn cần làm phiền kỳ ca chuyến này nói rồi đưa mấy khúc xương cho tên này về gặm từ từ tên này thấy xương lập tức cơm mồm sau đó hắn khoát tay nói với la chính được rồi đi theo ta chuyển cảnh một thời gian sau hai đứa đi đến thành sa tâm sau đó là dẫn la chính về thương đội liệp ưng cứ điểm của thành sa tâm tên kia bước vào thì nói với đồng bọn ta về rồi la chính thầm nghĩ tiểu vân nói với mình kỳ ca này là chấp sự của thương đội liệp ưng thể thông qua hắn lấy được tư cách của buổi đấu giá nhưng cho dù như thế nào không thể thật sự thông qua thương đội của bọn họ bán đấu giá được nếu không sẽ gây đến việc truy sát thế thì trước tiên phải dùng hoang cốt giả lấy tư cách này trước đã la chính đưa cái khúc xương màu đen cho lão hói đầu ta muốn gửi nhiều quý thương đội bán đấu giá cải này có đủ tư cách không tên kia thấy khúc xương màu đen thì ngu hết cả người sau đó hắn nói có thể đưa hoang cốt màu đen này cho lão hủ xem trước được không la chính vội vàng giật lại và nói cái này không tốt lắm đâu lão hói đưa miếng lệnh bài cho la chính rồi nói nếu như các hạ không muốn thì ta cũng không ép đây là tư cách bán đấu giá của thương đội liệp ưng chúng ta cầm lấy lệnh bài này thì có thể tiến hành bán đấu giá ở thành sa tâm la chính cầm xong thì nói đa tạng, hai tên nhìn theo la chính bước ra ngoài lão hói nói với đồng bọn miếng hoang cốt màu đen kia lai lịch vô cùng đặc biệt loại hoang cốt màu đen chưa bao giờ xuất hiện có lẽ là một loại hoang cốt huyết mạch chưa được phát hiện ra bao giờ tên kia liền hỏi như vậy sao vậy ý của lão là lão hói cười nham nhở ngươi lập tức đưa người cướp lại miếng hoang cốt màu đen kia nếu như phản kháng thì giết hắn la chính bên này cũng phát hiện ra có người theo dõi mình quả nhiên thương đội liệp ưng không có lòng tốt gì nếu như các ngươi đã động tâm tư xấu xa thế thì ta cũng chơi đùa với các ngươi một chút nhìn hai tên bịt mặt chặn đường một tên lên tiếng giao miếng hoang cốt màu đen kia ra đây sẽ tha cho ngươi một mạng la chính giả bộ hỏi các ngươi là người của thương đội liệp ưng tên bịt mặt lại nói ngươi có biết câu trả lời cũng không có ý nghĩa gì ngoan ngoãn giao ra thì còn con đường sống la chính xin sỏ nhưng mà miếng hoang cốt này ta vất vả lắm mới tìm được tên kia quát lên bớt lắm lời có giao ra hay không la chính đồng ý được rồi thế là tên kia giật phát miếng xương cốt màu đen trên tay la chính ra và nói tiểu tử ngươi cũng xem như biết điều la chính nhìn hai thằng quay đít bỏ đi thì nghĩ hay hay mình chẳng qua chỉ là cho chân ý nhất niệm thiện ác vào trong hoang cốt bình thường đem nó nhuộm thanh màu đen thì có thể chế tạo ra một hình ảnh giả là miếng hoang cốt hiếm gặp đến lúc đó xem ngươi bán giá cao thì sẽ có hậu quả như thế nào sau đó mấy tên kia đưa miếng hoang cốt về tên kia nói với lão hói miếng hoang cốt này quả thật có khí tức phi phàm. xem thử nó rốt cuộc là hoang cốt gì lão hói lại nói quản nó làm gì nhất định là có thể bán rất đáng giá cũng không tốn đồng nào mà lấy được chuyển cảnh buổi bán đấu giá thành xa tâm la chính đi đến thì có một con mẹ xấu xí chặn đường nè nè lệnh bài của thương đội liệp ưng bọn họ thích phát lệnh bài lung tung buổi bán đấu giá của chúng ta không phải là rác rưởi nào cũng có thể vào được đừng làm lỡ thời gian của ta la chính bật lại có phải là rác rưởi hay không vào kiểm nghiệm một chút là biết thôi mà đến lúc đó đuổi ta ra ngoài cũng không muộn con mẹ kia cũng đồng ý được rồi ngươi đi theo ta Thế là La Chính đi theo con mẹ kia vào bên trong, sau đó, mụ ta giới thiệu, mấy người này là giám định sư của buổi bán đấu giá của chúng ta, ngươi đưa bảo vật cho bọn họ xem thử đi. Một tên đánh giá La Chính, đúng là thú vị hình như ngươi vừa mới tu luyện hoang thần không được bao lâu, nhưng tu vi của chân thần lại tinh thâm như thế, đúng là hiếm gặp tu luyện ở đây đến chân thần cảnh rất khó khăn. La Chính giải thích, con đường của đạo cuối cùng cũng đồng quy, chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, tu luyện có gì mà khác biệt chứ? Lời này làm mấy thằng kia ngu luôn, một lão già lên tiếng, quả thật là có thể hiểu như vậy các hạ nếu như có thể tu luyện thành công, e rằng cũng là người đầu tiên từ thời cổ đến nay. Con mẹ kia không muốn nghe nói nhảm cho nên đã thúc giục, đưa thứ bán đấu giá của ngươi ra đây. La Chính đồng ý, được, thế là hắn ném cái khúc đầu lâu ra ngoài. Mấy tên giám định sư nhìn thấy lập tức tỏ ra kinh ngạc, lại là cái này tuyệt thật, đúng là trùng hợp trong tháp Bắc Tả Cốt, có gia tộc cũng đang tìm loại hoàng cốt huyết mạch này, gần đây giá cả tăng lên rất cao. La Chính cũng hiểu ra, thì ra là như vậy vậy, ta có thể ra giá thế nào? Một tên cầm kính lúp ra soi, nếu như là thời kỳ bình thường, một miếng hoang cốt lớn nhỏ có thể đổi lấy 50 miếng hoang cốt huyết mạch lớn nhỏ miếng hoang cốt màu máu này của ngươi có lẽ được tầm 200 hoang cốt lớn nhỏ nhưng bây giờ có lẽ có thể đổi được trên 65 giá thấp nhất ta có thể giúp ngươi định ra là một vạn 3.000 miếng hoang cốt la chính cũng hoảng hồn một vạn 3 nghìn, lại có thể nhiều như vậy sao giám định sư lại nói đây chỉ là giá thấp mà thôi ở buổi bán đấu giá chuyện gì cũng có thể xảy ra cuối cùng giá chốt rất có khả năng không chỉ là ở mức này la chính há mùng kinh ngạc còn nhiều hơn nữa sao la chính lại hỏi nếu hoang cốt huyết thống này chỉ có người của gia tộc huyết lang mới có thể tu luyện vậy vì sao những người khác còn đấu giá lão giám định sư trả lời những người khác đấu giá đương nhiên là không dùng được nhưng vì hoàng cốt linh sắt lang thần gia tộc huyết lang bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn để mua cho dù giá có cao đến đâu đi chăng nữa đương nhiên sẽ có người đứng ra làm ăn với bọn họ la chính cũng được thông não ta hiểu rồi con mẹ kia đã đổi giọng ôn tồn nói với la chính đi theo ta bên phòng đấu giá có thể sắp xếp phòng nghỉ cho ngươi phòng đấu giá chúng ta có một quy định nếu khối hoang cốt huyết thống kia bán ra được thì ngươi có thể sử dụng số hoang cốt thu về ngay lập tức chỉ cần thanh toán ngay sau đó là được la chính cũng xác nhận thì ra là thế vậy ta cũng muốn xem buổi đấu giá có thứ gì tốt chuyển cảnh sảnh bán đấu giá mấy đứa bàn tán với nhau cốt tháp lại có động tĩnh có người nói cốt tháp thiện tâm và cốt tháp nguyệt lan lại giao chiến mỗi lần trước lúc đại chiến giá cả hoang cốt lại tăng vọt chỉ tội cho những người như chúng ta la chính thầm nghĩ giữa những thế lực lớn tại thế giới này cũng có chiến tranh sao mà có vẻ còn rất nhiều lần nữa bên này lão quản lên tiếng chào mời hoan nghênh các vị đã đến dự buổi đấu giá mỗi tháng một lần của thành sa tâm hy vọng các vị có thể tìm thấy được vật mà bản thân mình muốn bây giờ bắt đầu bán đấu giá món pháp bảo đầu tiên là một thanh đao lửa món bảo vật thứ hai là một thanh huyền kiếm màu đen la chính nhìn qua hai món đồ thì nghĩ chất lượng của những pháp bảo này thua xa thần vực đều là mấy thứ nhàm chán thôi nửa canh giờ sau lão quản sự lại thông báo những vật đầu giá tiếp theo đều là bảo vật chủ chốt trong buổi đầu giá này món bảo vật đầu tiên phòng đầu giả chúng ta mới thu được cách đây không lâu bảo vật chủ chốt đầu tiên là hoang cốt huyết mạch mấy đứa lập tức nháo nhào lên hoang cốt huyết mạch của linh sát lang thần gia tộc huyết lang đang điên cuồng thu mua loại hoang cốt này giá khởi điểm là 12.000 miếng hoang cốt các vị ra giá đi lập tức bọn kia nhao nhao lên 13.000 miếng hoang cốt 15.000 ba giác 18.000 miếng hoang cốt lão quản sự lại nói còn ai ra giá cao hơn nữa không không có thì 18.000 miếng hoang cốt chốt la chính thẩm mỹ lại còn nhiều hơn mình tưởng hoang cốt đã được bán ở đây cũng không có phát bảo gì tốt nữa chi bằng đi về thôi lão quản sự lại thông báo món bảo vật chủ chốt thứ hai có lẽ các vị sẽ càng cảm thấy hứng thú đây là một tấm chuẩn nhập lệnh của đồng hoang vạn cổ la chính lại nghĩ chuẩn nhập lệnh tiểu vân từng nói trên thế giới này còn có rất nhiều đồng hoang vạn sung túc chủ phú nhưng chỉ có người được các thế lực lớn phái tới mới có tư cách đi vào những cánh đồng hoang ấy chuẩn nhập lệnh chính là lệnh bài được những thế lực lớn kia phát ra có chuẩn nhập lệnh trong tay mới có tư cách tiến vào những đồng hoang vạn cổ riêng biệt đó lão quản sự nói tiếp tấm chuẩn nhập lệnh này là hàng thật giá thật, hơn nữa giá khởi điểm của nó chỉ có 5.000 miếng hoang cốt, rẻ như cho vậy sao, chỉ có điều tấm chuẩn nhập lệnh này, ở dưới tháp cốt thiên nam người nào muốn vào thì hãy suy nghĩ cho kỹ, đồng hoang vạn cổ bên dưới tháp cốt thiên nam, hai gia tộc lớn là si view và hiên viên đã tranh đấu ở đó vô số năm, chẳng biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng trên đồng hoang vạn cổ, đương nhiên tấm chuẩn nhập lệnh này chẳng đáng bao nhiêu tiền, mấy tên khác cũng rẻ biểu, 5.000 miếng hoang cốt, cho ta 5 ta cũng không đi, la chính thẩm mỹ nguy hiểm càng lớn thì lợi ích càng nhiều huống gì đi đến nơi đó mới có thể có cơ hội tiếp xúc với tộc si nếu đã như vậy lão tuyên bố năm nghìn miếng hoang cốt có người nào ra giá không toàn trường im lặng la chính giơ tay năm nghìn miếng hoang cốt ta lấy mấy tên khác nhìn la chính như kiểu thằng thần kinh cái gì tên này hình như là mới tu luyện hoang thần thì phải sức mạnh nhỏ bé như thế mà dám lấy tấm chuẩn nhập lệnh ấy lão quản sự lại nói có ai ra giá cao hơn nữa không không có vậy thì năm nghìn miếng hoang cốt xong la chính lại nghĩ tộc si view trong đồng hoang vạn cổ này nhất định là có chút liên hệ với lê dân nếu không bọn họ cũng không thể chống lại mạch hiên viên được mình nhất định phải nắm bắt cơ hội tiếp cận với tộc si chuyển cảnh phía sau quầy bán đấu giá nếu quản sự nói với la chính miếng hoang cốt huyết mạch kia bán được 18.000 miếng hoang cốt trong đó trong tay người có năm nghìn hoang cốt của chuẩn nhập lệnh trừ đi thù lao thanh toán cho buổi bán đấu giá tổng cộng người còn lại 12.000 hoang cốt la chính nhận lấy rồi cảm ơn hắn vừa đi vừa nghĩ lần này thu hoạch cũng không ít nếu như đem những hoang cốt này hấp thu có thể thăng cấp được bao nhiêu tu vi đây cứ về bộ lạc tân thiết trước đã, la chính tức tốc bay về. vừa bay về đã thấy mấy đứa đang tẩm quất tiểu vân, la chính ngạc nhiên hỏi, kia là là tiểu vân và phù sơ, không hay bọn họ đang gặp nguy hiểm. la chính lập tức phóng phi kiếm ra, mấy tên kia vừa đánh tiểu vân vừa nói, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, xem ra phải diệt tận gốc hai tỷ đệ ngươi thôi. phù sơ đang kêu la thảm thiết, à, nhưng mà sẹt một nhát, bàn tay của tên kia đã bị đứt lìa, hắn gào loạn lên, tay của ta. phù sơ thấy mình được thả ra thì reo lên, là đại tiên tiểu vân cũng vui vẻ nhận định hắn đến cứu chúng ta rồi tên cụt tay hỏi la chính ngươi là ai hả la chính liền nghĩ những người này chỉ là hoang thần tu luyện dựa vào bộ lạc chứ không có nền tảng vững chắc gì có giết cũng không phiền phức thế là xẹt một nhát la chính xin nhẹ cái đầu của thằng này mấy tên khác thấy dưa hấu của tên kia rơi xuống thì hoảng hồn la lên không hay chạy nhanh thôi sau đó cong con mông chạy trối chết la chính gào mồm lên quát muốn chạy mơ đi lập tức hắn đuổi theo hai tên này đồng thời vung kiếm lấy luôn dưa hấu của bọn kia phù sơ kinh ngạc reo lên mạnh thật tiểu vân cảm thán ta còn cho rằng thực lực của hắn chỉ là hơn ta một bậc không ngờ đối phó với mấy hoang thần này lại đơn giản giống như giết chó giết gà thực lực thật sự của hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào la chính chạy xuống hỏi không sao chứ phù sơ cười toe toét nếu người không xuất hiện thì chúng ta sẽ có sao đó la chính cảm thán không ngờ khi ta không ở đây lại xảy ra chuyện này bọn họ là ai tiểu vân giải thích bọn họ là người mà bộ lạc vũ phi tìm đến đối phó với chúng ta bộ lạc vũ phi vì để tranh đoạt hoang cốt mà thường xuyên tấn công bộ lạc của chúng ta nếu như không phải ta ở đây bộ lạc tân thiết e rằng sớm đã bị san bằng nhưng mà ở trên đồng hoang này chiến đấu như vậy thường xuyên xây ra cũng không có gì là lạ đúng rồi miếng hoang cốt huyết thống kia bán ra rồi à la chính trả lời ừ bán rồi 13.000 miếng hoang cốt tiểu vân che miệng thốt lên nhiều vậy sao la chính xác nhận ta sẽ để lại cho ngươi 500 miếng ta sẽ rời khỏi đây sau khi luyện hóa và hấp thu hết số hoang cốt còn lại tiểu vân ngạc nhiên hỏi ngươi muốn rời khỏi đây ngươi định đi đâu la chính đưa tay ra và nói ngươi nhìn nè tiểu vân nhìn miếng lệnh bài trong tay la chính rồi hỏi chuẩn nhập lệnh sao có thể chứ la chính giải thích tấm chuẩn nhập lệnh này dẫn đến đồng hoang vạn cổ bên dưới tháp cốt thiên nam tiểu vân lo lắng hỏi ngươi biết tình hình hiện tại của mảnh đồng hoang vạn cổ đó chứ la chính đáp ta biết tiểu vân lo lắng hỏi lại vậy mà ngươi còn đi à người như ngươi vào đó thì chỉ có thể trở thành con tốt thí mạng trên tay hai gia tộc si view và hiên viên thôi la chính nhìn lên thần vực xa xôi rồi nói ta có lý do nhất định phải đi chuyển cảnh núi huyền lôi độc cô kiếm tiêu tiêu đang làm cuộc thu lôi ở đây hắn vui vẻ gieo lên cuối cùng thì đem thần đạo huyền lôi tu luyện gần xong rồi tu vi cũng đột phá đến thượng vị chân thần độc cô kiếm tiêu tiêu quay sang hai vợ chồng hoa thiên mệnh nói thiên kiếm huynh xin lỗi để ngươi ở núi huyền lôi chờ ta lâu như vậy hoa thiên mệnh đáp lời không sao đúng lúc tranh thủ thời gian này ta đều đã thu thập bảng đá ở gần đây rồi vậy thì bây giờ xuất phát đi dạ minh vực tìm hiên viên thần phong thôi thế là cả bọn kéo nhau đi hết cả nhìn vào bầu trời đêm đèn hoa rực rỡ đông phương minh thanh trầm trồ thành dạ minh đẹp thật ở nơi khác chưa bao giờ nhìn thấy cảnh sắc như vậy hoa thiên mệnh cũng tán đồng lần đầu tiên đến đây ta cũng nghĩ như vậy đông phương minh thành nói tiếp mấy viên đá này rất đặc biệt lại có thể phát ra ánh sáng chói như vậy nghe nói mấy viên đá này tên là đá ngưng quang lấy một dãy núi quạng đá ở ngoài thành dạ minh loại đá này ban ngày có thể hấp thụ ánh sáng ban đêm sẽ tỏa sáng lấp lánh người ở đây sẽ dùng bọn nó để trang điểm cho thành dạ minh hoa thiên mệnh trầm ngâm nhìn cái đèn sau đó hắn hỏi đồng bọn ngươi có biết hiên viên thần phong ở đâu không độc cô kiếm tiêu tiêu trả lời thật ra ta cũng không biết nhưng muốn biết cũng rất đơn giản các ngươi ở đây đợi ta một chút thế là độc cô kiếm tiêu tiêu đi quan hệ bằng mồm ai làm phiền một chút bằng hữu có biết một người tên bên này đông phương nguyên thanh hỏi thằng chồng công tử nếu như có một ngày người không muốn bôn ba bên ngoài nữa người muốn sống ở đâu hoa thiên mệnh trầm ngâm rồi đáp không biết ta vẫn chưa nghĩ qua vấn đề này có lẽ ta cũng không có ngày như thế đâu đông phương nguyên thanh sượng mặt nhưng lập tức nở ra một nụ cười thế thì không nghĩ nữa dù sao công tử ở đâu nên thanh đều sẽ ở bên cạnh của công tử Hoa Thiên Mệnh chiều mến nhìn vợ mình rồi khẽ gật đầu, "Ừm, Độc Cô Kiếm Tiêu quay lại và hỏi, "Ta về rồi các ngươi đang nói cái gì vậy?" Hoa Thiên Mệnh hỏi lại, "Hỏi được chưa?" Độc Cô Kiếm Tiêu tiêu trả lời, "Ừm, ban đầu ở thí luyện của Bạch gia hắn vô cùng xuất chúng, với thiên phú của hắn, ở đây phát triển mấy năm nhất định sẽ rất tốt. Nhà hắn ở Thành Đông, đi thôi." Thế là cả bọn lại kéo nhau đi tiếp. Bên này, Hiên Viên Thần Phong đang ngồi chơi sơi nước, một tên gia nhân cung kính thông báo, "Đại nhân, có một người nói tên Độc Cô Kiếm Tiêu tiêu muốn gặp ngài." Hiên Viên Thần Phong vui vẻ reo lên, độc cô kiếm tiêu tiêu nhanh để hắn vào độc cô kiếm tiêu tiêu chưa vào đã để mùm đi trước thần phong ta đưa thiên kiếm huynh đến gặp ngươi này hiên viên thần phong vui vẻ chào đón độc cô huynh thiên kiếm huynh đã lâu không gặp hắn lại nghĩ hoa thiên mệnh sao đổi tên thành thiên kiếm rồi có lẽ là không muốn để lộ thân phận vậy thì cứ theo hắn là được sau đó nhìn sang đông phương ngân thanh và hỏi vị cô nương này là độc cô kiếm tiêu tiêu ho khan khụ khụ cô ta là của thiên kiếm huynh ngươi hiểu mà tên kia xác nhận hiểu rồi được đấy thiên kiếm mấy năm không gặp mà cưới vợ luôn rồi sao nào nào mọi người nhanh vào đây đi độc cô kiếm tiêu tiêu khen ngợi hiên viên huynh huynh ở thành dạ minh sống cũng không tệ đấy có căn nhà lớn như vậy rồi hiên viên thần phong thở dài ai sống chật vật mấy năm cuối cùng đã có chút danh tiếng dù sao ở đây không phải là vũ trụ đại diễn ta không còn là đệ nhất đạo tử hư vô phiêu diêu đây là một nơi hoàn toàn lạ lẫm khi ta vừa mới bước vào thần vực này cũng đã từng có thời gian mơ hồ nhưng chỉ cần nghĩ đến la chính ta lại hồi phục ý chí chiến đấu mặc dù ta và hắn đã không còn mâu thuẫn gì nhưng cuối cùng cũng là người mà ta phải vượt qua của đời này vì thế ta vẫn phải cắn chặt răng để vắt kiệt thiên phú của bản thân mặc dù không trực tiếp đi vào bạch gia nhưng cũng dần dần đã gây ra chú ý với tào gia con đường sau này tu thành thượng vị chân thần địa vị ở trong thần thành cũng sẽ tăng lên bây giờ đến ngay cả tào gia đều phải kính ta ba phần còn mong chờ ta đến bạch gia để tiến cử bọn họ hoa thiên mệnh lại hỏi bạch gia hào muôn của đảo nổi kia sao hiên viên thần phong xác nhận không sai cả dạ minh vực đều tồn tại dưới sự bảo hộ của bạch gia tào gia cũng thuộc bạch gia thiên kiếm huynh nhìn bộ dạng này của huynh tiến bộ của mấy năm nay cũng không nhỏ đúng không lần này các ngươi đến tìm ta có phải là có chuyện gì không hoa thiên mệnh xác nhận không sai ta đang tìm kiếm vật sợ hãi của thần dân và hóa thành sức mạnh tín ngưỡng để mình sử dụng nhưng ta không có sở trường tìm kiếm mấy thứ này muốn tập hợp đề nghị của các vị đạo tử và còn có thể mượn quyền lợi của huynh ở trong thành hiên viên thần phong cũng tán thành thì ra là như vậy xem như ngươi tìm đứng người rồi trong thần dạ minh này quả thật là nơi thu thập vật sợ hãi cũng không cần phải chào hỏi trước với các thần dân hoa thiên mệnh lại hỏi tốt quá ở đâu vậy hiên viên thần phong trả lời đưa các ngươi đi là biết thôi nơi đó buổi tối sẽ dễ tìm hơn một chút chi bằng bây giờ chúng ta xuất phát luôn nhé hoa thiên mệnh đáp thế thì làm phiền thần phong huynh rồi hiên viên thần phong phóng đi và nói đi theo ta hai thằng kia cũng bay đi theo sau đó cả đám tiến vào dãy núi hoa thiên mệnh quan sát một hồi rồi hỏi thần phong huynh đây là núi quặng có đá ngưng quang sao ở đây có vật sợ hãi ư hiên viên thần phong xác nhận không sai đi vào trong động quặng nhìn là sẽ hiểu ngay thôi hoa thiên mệnh đánh giá một lượt khi tức trên đá ngương quang hiên viên thần phong đặt tay lên phiến đá và nói vật sợ hãi là bởi vì đá ngương quang có thể hấp thụ ánh sáng vào buổi tối và đem đến ánh sáng vì thế người ở đây đều cho rằng nó là một loại vật chất của thần thành có thể sai khiến bóng tối và âm tà. vì vậy mọi người sẽ cầu nguyện với đá ngương quang ở trong động không lâu thì trên đá sẽ có kèm theo vật sợ hãi trong nội tâm của mọi người đem vật sợ hãi chuyển hóa thành sức mạnh tín ngưỡng sẽ cần dụ huyễn tượng của bọn nó ra một con quái vật xuất hiện hiên viên thần phong cầm thương lên và nói sau đó hắn đâm một phát xuyên qua con quái vật kia chiêu hắn dùng là chân lý thần đạo lập tức đám này tan thành những đốm sáng nhìn những đốm sáng này độc cô kiếm tiêu tiêu ngẩn người hiên viên thần phong lại tỏ ra hài lòng trên tay hắn xuất hiện ra một cái vỏ ốc hiên viên thần phong hút các đốm sáng vào bên trong thế rồi hắn đưa vỏ ốc cho hoa thiên mệnh bảy ngày sau hoa thiên mệnh lại ra tiểu đình uống trà với đồng bọn hắn lên tiếng sức mạnh tín ngưỡng cũng thu thập được khá nhiều rồi chúng ta cũng đã đến lúc phải rời khỏi đây đa tạ sự giúp đỡ của thần phong huynh trong khoảng thời gian này hiên viên thần phong đáp chuyện nhỏ vậy kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì hoa thiên mệnh trả lời tiếp tục đi đến nơi khác thu thập vật sợ hãi của thần dân nếu như có cơ hội có thể tìm thấy các đạo tử khác cũng tốt hiên viên thần phong đưa ra chú ý các ngươi có thể đi đến tuần tăng phong linh phật vực ta đã từng cùng tộc trưởng của tào ra đến thăm trụ trì của ngôi đền đó khổ đang đang ở đó cái tù và này cũng là hắn tặng cho ta sau này có lẽ hắn sẽ giúp ngươi thu thập sức mạnh tín ngưỡng độc cô kiếm tiêu tiêu đề nghị thần phong huynh nếu như đã đi qua một lần chi bằng ngươi hãy cùng với chúng ta đi mượn cơ hội của thiên kiếm đi đến các nơi của thần vực tìm kiếm một vài cơ duyên hiên viên thần phong im lặng rồi thở dài ai ta ở thành dạ minh nỗ lực nhiều năm như vậy cuối cùng đã có chút khởi sắc mục tiêu của ta chính là vào đảo nổi của bạch gia vì vậy để chứng minh thực lực của bản thân trước khi vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình ta không muốn bỏ giữa chừng hoa thiên mệnh nhắc nhở độc cô huynh mọi người đều có mục tiêu của bản thân không cần phải cưỡng cầu thần phong huynh chúng ta tạm biệt nhau ở nơi này thế là cả bọn đưa tiễn nhau được có duyên gặp lại hoa thiên mệnh lại nghĩ tung tích của khổ đăng cũng đã tìm thấy rồi không biết lúc nào mới có thể gặp được La Chính. Nửa tháng sau, Phù Sơ nói với Tiểu Vân, Đại Tiên đã luyện hóa phần lớn hoang cốt rồi, tỷ còn do dự bỏ sót nữa hay không? Tiểu Vân xác nhận, ừm, hắn tặng hoang cốt cho chúng ta, dạy đệ phương pháp tu chân đến cứu mạng của chúng ta nữa, hắn là người đáng tin cậy, nhưng chuyện này liên quan đến sự thịnh suy của gia tộc ta, ta thật sự không dám tùy ý nói với hắn. Phù Sơ nhắc nhở, tuy rằng tỷ cố gắng tu luyện, nhưng trong những năm qua không có tài nguyên chống đỡ, tỷ tỷ tiến bộ được bao nhiêu? Nếu tiếp tục như vậy, hai tỷ đệ chúng ta, căn bản không có ngày nào trở về cốt tháp được tiểu vân cười khổ đáp phù sơ đệ trưởng thành rồi chuyện này ta sẽ suy nghĩ thêm một khoảng thời gian năm ngày sau la chính thở hắt ra cuối cùng đã hấp thụ xong những hoang cốt này rồi lần này mình chỉ luyện hóa một vạn miếng còn để lại vài miếng hoang cốt dù sao đường đến cốt tháp thiên nam khá là xa xôi số hoang cốt này có thể dùng để làm tiền tệ của nơi này bây giờ có thể thử những hoang cốt này rốt cuộc là cho mình bao nhiêu sức mạnh thế là la chính hét to một chữ đại lập tức cả thân mình đã biến thành khổng lồ cũng may có đồng tâm y có thể biến đổi tùy ý chứ không quần áo nào chịu nổi la chính đánh giá cơ thể mình có thể cảm nhận được lực hoang thần đang sôi sùng sục lên trong cơ thể của mình đúng là không thể tin được sức mạnh hoang thần này còn chưa thể sánh bằng sức mạnh bản nguyên của mình nhưng lại có tốc độ tăng trưởng rất nhanh mình mới cao 600 trăm trượng thôi nếu như hóa thân thành người khổng lồ cao hơn nghìn dặm thì sức mạnh phải lớn đến nhường nào nữa một lúc sau tiểu vân cũng đi đến chỗ la chính và nói chúc mừng ngươi chưa đến một tháng mà ngươi đã tu luyện đến trình độ này trong lòng cô ta thẩm mỹ bây giờ mình chỉ có thể hóa thành hơn 20 mươi trượng mà thôi nhưng hắn đã đạt đến 600 trăm trượng tốc độ tu luyện như vậy đúng là khiến người khác thấy ngưỡng mộ la chính khiêm tốn nói cũng do may mắn thôi nếu như không có miếng hoang cốt huyết thống kia thì ta không thể tu luyện nhanh vậy được bây giờ hoang cốt luyện xong rồi đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi tiểu vân nắm chặt bàn tay lấy hết dũng khí nói ta có thể nhờ một việc trước khi ngươi rời đi không chuyện này là một cơ hội lớn đối với ngươi thậm chí có thể giúp ngươi tránh khỏi ánh sáng phán xét la chính ngây ngốc hỏi ánh sáng phán xét đó là gì thế tiểu vân cạn lời ta thật sự nghi ngờ ngươi không phải là người của thế giới này đến ánh sáng phán xét mà cũng không biết tiểu vân giải thích nói như vậy đi thế giới này vốn dĩ chính là một cái ngục giam lớn bởi vì ánh sáng phán xét sẽ bùng nổ một lần mỗi nghìn năm tia sáng đó sẽ chiếu rọi khắp thế giới này và tiêu diệt tất cả sinh linh còn sống la chính ngạc nhiên hỏi còn có chuyện như vậy sao cho nên chỉ khi ở trong cốt tháp mới có thể sống à tiểu vân xác nhận đúng mỗi một tòa cốt tháp đều là nơi giao tranh giữa các gia tộc lớn la chính thắc mắc dĩ nhiên cốt tháp có thể giữ mạng nhưng tại sao không chọn cách rời khỏi đây tiểu vân thông não cho la chính đâu dễ dàng như vậy thế giới này mỗi một sinh linh ra đời tại nơi này đều sẽ bị dây xích nguyền rủa trói buộc dù sức mạnh lớn đến đâu cũng không thể thoát được thời hạn của ánh sáng phán xét một khi đến người ở ngoài cốt tháp đều sẽ chết sạch trong vòng tuần hoàn kế tiếp vô số dân đen sẽ lại được sinh ra la chính thắc mắc người ở ngoài cốt tháp không phải đều đã chết rồi sao vậy dân đen sao lại có thể sinh ra không lẽ là có liên quan đến những âm nhân kia đấy chứ dây xích nguyễn rủa là cái gì Tiểu Vân trả lời, đúng, tất cả âm nhân có trí khôn đều sẽ trở thành dân đen, hơn nữa các âm nhân sẽ không bị ánh sáng phán xét giết chết, các âm nhân sinh hoạt tồn tại thế giới này như những cái xác không hồn, trên thế giới này, số người có thể nhìn thấy dây xích nguyền rủa không vượt quá 30 người, đệ đệ ta chính là một trong số đó, Phù Sơ nói với La Chính, ngươi muốn xem không, ta có thể giúp ngươi. La Chính gật đầu như bổ củi, được được, trong lòng hắn lại nghĩ, còn cho rằng hắn ta ngoại trừ thông minh một chút, hình như không có nơi nào đặc biệt, không ngờ hắn lại có thể sở hữu loại năng lực như vậy phù sơ hai tay kết ấn như kiểu là thái dương hạ sơn của anh ba mắt thiên si hàng vậy sau đó hắn gọi la chính đến đây xem đi la chính nhìn vào bên trong thủ ấn đây chính là dây xích nguyền rủa la chính ngạc nhiên hỏi ta cũng bị dây xích nguyền rủa trói buộc à phù sơ xác nhận đương nhiên mỗi một sinh linh trong thế giới này đều có một sợi xích tất nhiên ngươi không phải là ngoại lệ tiểu vân cũng góp lời kể cả hoang thần mạnh nhất thế giới cũng không thể thoát khỏi xiềng xích cho nên lúc gặp ánh sáng phán xét thì phải trốn trong cốt tháp la chính hỏi lại không ai có thể chặt đứt dây xích nguyền rủa hả Phù Sơ Đắc Ý nói: "Ó, ví dụ như ta." La Chính nghi ngờ: "Không phải Tiểu Vân vừa nói, đến hoang thần mạnh nhất cũng bó tay sao?" Tiểu Vân xác nhận: "Tất nhiên bọn họ phải bó tay, thế nhưng những dây xích nguyên rủa này được sắp đặt bởi bộ tộc trưởng giám ngục bọn ta." La Chính lại hỏi: "Bộ tộc trưởng giám ngục?" Tiểu Vân giải thích cho thằng này: "Bộ tộc trưởng giám ngục là trường hợp đặc biệt của thế giới này, chúng ta do cổ thần Hỗn Độn sáng tạo, kế thừa ý chí của cổ thần Hỗn Độn dùng để quản lý ngục giám lớn này, đảm bảo dây xích nguyên rủa và ánh sáng phán xét thuận lợi vận chuyển." nghe nói 80 tỷ năm trước một vị cổ thần hỗn độn đã chết la chính nghi ngờ cổ thần hỗn độn cũng chết sao có khi nào chỉ là truyền thuyết phù sơ chỉ vào mấy ngọn tháp cao và nói sao có thể là truyền thuyết được chứ xác của tên đó vẫn nằm ở đó kìa la chính hỏi lại ý ngươi là cốt tháp chính là xác của cổ thần hỗn độn à tiểu vân xác nhận đúng không ai có thể chịu được ánh sáng phán xét vì nó được sáng lập nên bởi cổ thần hỗn độn nhưng xác của cổ thần hỗn độn này lại không sợ nó hơn nữa sau khi cái xác đó rơi xuống ý chí của cổ thần hỗn độn cũng đã biến mất bộ tộc trưởng giám ngục của chúng ta đã sản sinh ra chia rẽ chia thành hai phái một cái vẫn là tuân theo ý chí của cổ thần hỗn độn phái bảo thủ quản lý ngục giam cái còn lại là phái tự do có khát vọng rời khỏi ngục giam của chúng ta trưởng bối của chúng ta ban đầu không muốn hợp tác với những người bị lưu đày cuối cùng các trưởng bối của chúng ta cũng hối hận nhưng đã quá muộn phái tự do bị tiêu diệt gần như không còn còn ta thì đi đầu trốn thoát sau đó phù sơ cũng thuận lợi chạy thoát sau khi hai tỷ đệ chạy thoát vẫn ẩn nút tại bộ lạc tân thiết la chính lại hỏi các ngươi không có ý định tìm nơi nương tựa ở chỗ những kẻ bị đầy kia sao tiểu vân ngoạc mồm ra nói lớn đương nhiên là có rồi đối với ta mà nói có thể rời khỏi nơi đáng chết này không còn quan trọng nữa tất cả người thân của hai chúng ta đều chết ở trong tay của phái bảo thủ ta muốn báo thủ phù sơ cũng nói nhưng phái bảo thủ đã bày thiên la địa võng ở đó từ lâu với thực lực của chúng ta bây giờ vốn không có cách nào vượt qua được tiểu vân tiếp lời ba năm sau chính là lúc tịnh hóa của ánh sáng phán xét phái bảo thủ chỉ cần đảm bảo chúng ta không vào cốt tháp đương nhiên sẽ không loại bỏ hậu họa La Chính cũng thông não được, ta hiểu, ngươi hy vọng ta tiến vào cốt tháp, liên hợp với những kẻ bị đầy trong cốt tháp lại, phải không? Tiểu Vân xác nhận, đúng trên người ngươi bị dây xích nguyền rủa trói buộc, dù ngươi có tài năng xuất chúng thế nào đi chăng nữa, tu vi có cao thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thể nhảy ra khỏi cái lồng giam này được, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta lấy lại được cốt tháp, đánh bại phái bảo thủ, chúng ta sẽ giúp ngươi chém đứt dây xích nguyền rủa, ta tin rằng ngươi sẽ có lựa chọn chính xác. La Chính im lặng một hồi, sau đó gãi đầu gãi tai nói, có vẻ như ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa giữa chúng ta." Tiểu Vân kiên định nói. "Ngươi yên tâm, chuyện mà ta đồng ý với người khác người ta sẽ làm được." Tháp Thiên Nam Cốt có hơi xa, nhưng thông qua truyền tống trận thì có thể đến được Cốt Tháp. Một vài thành phố hướng nam có thể sẽ có một vài truyền tống trận, ngươi có thể đi xem thử thế nào." La Chính cũng tán thành. "Được, chuyện này không thể chậm trễ ta xuất phát đây." Tiểu Vân nhìn theo La Chính và nói, "Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, hy vọng tất cả có thể thuận lợi." Chuyển cảnh, nửa tháng sau ở thành Hách Liên, La Chính cũng thò mặt đến đây, hắn ngạc nhiên nghĩ, đây chính là thành Hách Liên, tòa thành này có lẽ cách tháp Thiên Nam Cốt gần nhất, nhưng mà dưới đáy hỗn độn quá lớn, cho dù là ngồi truyền tống trận cũng phải tồn một thời gian rất lâu. Trước đây có nghe ngóng một chút, thành Hách Liên hướng nam chính là vị trí của tháp Nam Thiên Cốt, bay thêm một khoảng thời gian có lẽ sẽ tới. Một ngày sau, La Chính cũng nhìn thấy một cái tháp cao, trên đó còn có một bức tượng, kia là ba đầu sáu tay, đây là pho tượng Si Thế là hắn nhanh chóng đáp xuống dưới, tòa tháp này gọi là tháp Thiên Nam Cốt, cứ điểm của tộc Si la chính nhìn ngó xung quanh hắn nhìn thấy có mấy tên đang đứng ở đây những người này còn mạnh hơn những người công kích tiểu vân trước đây hơn nữa nhìn giống như đã trải qua trăm trận chiến đấu la chính hỏi đại một tên vì sao cửa lớn ở đây lại khóa chặt vậy chờ ở đây tên kia cáu tiết đáp nói nhảm còn chưa mở cửa đương nhiên là khóa rồi ở đây chờ là được không có người của bộ tộc si view dẫn ngươi vào ngươi đi vào kiểu gì la chính ngạc nhiên hỏi không phải cứ có chuẩn nhập lệnh là có thể tiến vào trong đồng hoang vạn cổ sao một tên đầu chọc cười phá lên kha kha thằng nhóc này thật sự là một đứa con nít tên kia lại hỏi ngươi làm thế nào mà lấy được chuẩn nhập lệnh chả hiểu cái dám gì mà cũng dám tới đây à la chính đáp ta mua được ở buổi đấu giá tên kia lại nói thế mà có người lại cầm chuẩn nhập lệnh ở nơi này mang đi đấu giá ở phòng đấu giá ngươi bỏ bao nhiêu hoang cốt để giành được tới tay la chính hỏi lại có ý gì thế là tên kia cười phá lên ha 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 chuẩn nhập lệnh ở nơi này có thể tha hồ mà nhận muốn nhận bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ sợ ngươi có mạng lấy mà không có mạng dùng thôi la chính ngạc nhiên hỏi muốn nhận bao nhiêu có bấy nhiêu một cô em tóc đỏ trả lời chính xác tháng trước mới sửa lại luật rồi có thể nhận miễn phí mà trước đây chuẩn nhập lệnh ở nơi này cũng chẳng phải thứ đắt đỏ gì chỉ với chút tu vi ấy của ngươi mà định tiến vào mảnh đồng hoang vạn cổ này khả năng sống sót rất nhỏ bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy la chính trả lời cảm ơn đã nhắc nhở la mỗ đã quyết định tiến vào đồng hoang vạn cổ tức là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đúng lúc này cánh cửa từ từ mở ra một nữ nhân bước tới và thông báo các vị hãy cầm chuẩn nhập lệnh đến đăng ký thế là cả đám kéo nhau đi vào, la chính hỏi cô em tóc đỏ bên cạnh, cô gái mặc đồ tím vừa rồi là người của bộ tộc si view sao? cô em tóc đỏ hỏi lại, bộ tộc si view không phải, nàng ấy chỉ là một chấp sự trong tông môn phụ thuộc của bộ tộc si view thôi. thế là cả bọn đi theo cô gái tóc tím vào bên trong một bệ đá. cô gái thông báo những người đang ngồi ở đây đều là người từng trải, nhưng có một vài quy định ta vẫn phải lặp lại lần nữa, không ai được giấu giếm hoang cốt mà bản thân lấy được, phải chia cho chúng ta một nửa số đó. ai dám giấu đi, giết không tha. ngoài ra nếu gặp phải người của bộ tộc hiên viên thì xin hãy dốc sức ám sát bọn họ mọi người hãy duy trì trật tự nhanh chóng hoàn thành đăng ký tiếp theo bắt đầu chia nhóm triệu càn tôn lý chu vụ tông dịch kế minh nhị tinh la chính bốn người các ngươi là một nhóm thế là mấy đứa tụ tập lại với nhau tên có sẹo ở mắt là tông dịch nói thì ra ngươi là la chính có thể đổi người khác không nếu nhân tóc tím nghiêm giọng nhắc nhở tông dịch đây không phải lần đầu tiên ngươi tiến vào đồng hoang vạn cổ ngươi không biết quy định ở chỗ ta sao cho dù người được chọn là một kẻ bỏ đi thì cũng không thể đổi được Tông Dịch nghe xong chỉ biết hừ lạnh, hắn chỉ mặt la chính quát, "Nhóc con, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống, ngươi cút khỏi đây ngay cho ông, ngươi còn không rời đi thì đừng trách ta không nương tay, và lại, mảnh đồng hoang vạn cổ này vô cùng hung hiểm, ngươi nhất định sẽ chết ở trong đó." La Chính bật lại, "Ông nói nhảm quá, nếu như đã tới rồi thì sẽ không rút lui nữa đâu." Tông Dịch lộn ruột quát lên, "Ngươi, Nhị Tinh cũng khuyên bảo, Tông Dịch, bỏ đi, dù đội của chúng ta chỉ có ba người thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được." đưa khác lại chen mồm vào, chỉ kéo theo một tên vô dụng thôi mà có vấn đề gì đâu bên này có người thông báo trừng úy đại nhân tới rồi trừng úy này là người của tộc si Vu tu vi hoang thần cấp trung đã để các vị đợi lâu rồi tiếp đến hãy theo trừng úy ta tiến về đồng hoang vạn cổ hy vọng mọi người đừng lãng phí cơ hội lần này dốc sức thu gom hoang cốt la chính lại nghĩ ban nãy họ nói sẽ có người của bộ tộc si Vu dẫn bọn ta tiến vào đồng hoang vạn cổ người tên trừng úy này là người thuộc tộc si Vu sao mà huyết thống là di truyền nên dùng mắt thường không thể nào phân biệt được thế là cả bọn kéo nhau bay đi để lại vô số vệt sáng trên trời. Sau đó, cả bọn bay đến một khu vực núi đá, Trừng Úy lên tiếng thông báo, chắc đã cách Đồng Hoang Vạn Cổ rất gần rồi, các vị chờ một chút, bây giờ ta sẽ mở lối vào ra cho mọi người. Thế là tên này lấy một cái thạch bàn ra, một cái lỗ trong kết giới được hình thành, cả đám người cùng bay vào bên trong, sau đó cả bọn dừng lại, Trừng Úy nói với cả đám, các vị có thể bắt đầu được rồi, ta đi trước một bước. Tên đầu chọc thấy Trừng Úy phóng đi thì nghĩ, ôi đệ tử của tộc Si View đúng là khí thế phi phàm. Tên khác nhận định, đó là người ta tốt số, vừa ra đời đã có huyết thống si vưu rồi tông dịch lại nói nhóc mặc dù bọn ta chẳng muốn mang theo ngươi chút nào nhưng đã tới đây rồi ngươi cũng phải tinh khôn một chút ta dẫn ngươi tới chỗ tốt đi theo chúng ta thế là cả bọn đồng ý được la chính lại nghĩ mình không thân thuộc với nơi này chi bằng cứ đi theo bọn họ xem thử thế nào thế là cả bốn đứa tụ họp một chỗ tông dịch phân công mọi người chia nhau ra tìm hoang cốt đi đừng đi xa quá chỗ này là vùng đất chủ phú khá an toàn mà lượng hoang cốt cũng không ít đặc biệt là cẩn thận gặp phải người của tộc hiên viên sau đó chỉ tay về phía la chính và nói còn ngươi sợ chết thì ngoan ngoãn loanh quanh ở đây đi đừng có gây thêm phiền phức cho bọn ta la chính thấy mấy thằng kia đi hết rồi nghĩ trước tiên dùng thần niệm xem thử dưới lòng đất này có gì hay không rất nhanh hắn đã phát hiện ra không ngờ ở đây lại có nhiều hoang cốt như vậy trong đó còn có một miếng hoang cốt dài đến một trượng tất cả những cái khác đều bị nát ra trước tiên hãy lấy miếng lớn này ra thế là hắn bắt đầu đào đất ầm một tiếng vang lên một vụ nổ đã bùng lên mặt đất lập tức chấn động kế minh hỏi âm thanh gì vậy tông dịch cũng thắc mắc rốt cuộc tên phế vật này đang làm cái quái gì vậy la chính bên này đang đứng trước cục xương to hắn liền nói cũng gần được rồi lên nhìn thấy cái lỗ trước mặt tông dịch lại hỏi hắn rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy bên này có một vật từ trong lòng đất bay lên cục xương rớt xuống trước mặt ba đứa kia kế minh liền hỏi lớn như vậy ư nhị tinh đánh giá chất liệu cũng không tệ tông dịch thì nghĩ đây sao có thể chứ sao thằng nhãi này phát hiện ra nó sau đó hắn tính ăn chặn cho nên đã đe dọa la chính tiểu tử ta đưa ngươi đến đây ngươi đào ra hoang cốt thì ắt phải có một phần cho ta đây là quy tắc do ta quyết định la chính hỏi lại quy tắc do ông quyết định nghĩa là bọn họ cũng chia cho ông một phần à tông dịch liền đáp bọn họ là bọn họ ngươi là ngươi nói nhảm gì mà nhiều thế nếu ta đã thấy miếng hoang cốt đó thì ngươi phải chia phần cho ta la chính chừng mắt nói mơ đi thế là tông dịch nhào lên đánh tới và la lên ngươi tự tìm cái chết la chính lạnh lùng đâm xuyên qua cầu cai tên này rồi hỏi ông vừa bảo ai tự tìm đường chết kế minh khuyên bảo la chính huynh đệ có chuyện gì thì từ từ nói mọi người có duyên nên mới được chọn vào cùng một nhóm để hỗ trợ nhau hơn nữa tộc si view có quy định không tàn sát lẫn nhau la chính lạnh giọng quát lần sau còn dám ra tay với ta ngươi nhất định sẽ chết ta còn tiếp tục tìm hoang cốt không có thời gian dây dưa với ngươi la chính nói xong lập tức chìm cút tông dịch thẩm nghĩ, sợ là tên nhóc này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn thôi tạm thời cứ nhịn xem sao nếu như tên này chỉ khoác lác thì ông ta ra tay cũng không muộn bên này trừng úy đang nói với mấy tên khác có chút bất ngờ đám lâu la các ngươi gan lớn như vậy sao lại dám đến khu vực trung tâm của đồng hoang vạn cổ một tên lên tiếng giết đệ tử của tộc si view thì gần bằng 100 vạn hoang cốt còn có giá trị của huyết mạch hiên viên tên đầu chọc nhắc nhở phí lời làm gì ra tay ngay bên này trừng úy cũng lấy đồ ra chơi hắn gằn giọng nói muốn tìm cái chết sau đó thi triển si view hoang thể lập tức đã biến thành hai đầu bốn tay trừng úy vung tay chém ra mấy phát thủ cấp của mấy thằng kia đã lăn lông lốc dưới đất hắn ta chế nhạo mấy thằng kia không biết tự lượng sức mình nhưng hắn đã phát hiện ra còn có kẻ khá còn có người tên kia nhảy cái rầm xuống đất hắn lập tức thi triển ra hiên viên hoang thể sau đó nó với trừng úy tám hoang thần bị giết hết trong chớp mắt thiên tài trừng úy mới nổi của tộc si view đúng là danh bất hư truyền trừng úy bật lại tên kia nếu ngươi muốn chiến đấu thì trừng úy ta sẽ theo không biết ngươi phái đám lâu la này ra trận là có mục đích gì tên kia trả lời bọn chúng chỉ giúp ngươi làm nóng người thôi nếu đã thả ngươi vào mảnh đồng hoang vạn cổ này thì tất nhiên sẽ không để ngươi rời khỏi chỉ cần ngươi đem con cháu trung tâm của giới trẻ tộc si view giết chết mấy tên tháp thiên nam cốt này chúng ta nhất định sẽ thắng trừng úy trừng mắt hỏi lại ý ngươi là gì tên hiên viên tộc kia trả lời e rằng đệ tử tộc si Vu như ngươi cũng chưa biết tộc hiên viên bọn ta và tộc các ngươi đã quyết định đánh cược với nhau hai bên sẽ tổ chức đánh võ đài cho nhóm hoang thần cấp trung ở dưới cốt tháp thiên nam người thắng sẽ được vào đó nghe nói mỗi bên có thể phái ra năm người có điều chỉ e là vệ hạ xếp thứ hai và phong long xếp thứ tư trong nhóm người trẻ tuổi của tộc si Vu không còn mạng để tham gia nữa trừng úy trợn mắt lên hỏi các ngươi đã giết vệ hạ và phong long sao tên kia xác nhận không sai nhưng mà đừng vội bây giờ đến phiên của ngươi nói xong đã có mấy tên khác kéo nhau đến trợ giúp nhìn thấy tình hình này trừng úy lập tức chín cút nhưng tên hiên viên tộc kia cười phá lên nếu ta đã đến thì không thể để ngươi trốn đi đâu chuyển cảnh biên giới của đồng hoang vạn cổ la chính nhặt được miếng xương rồi phủi phủi bụi hắn nhận định miếng hoang cốt này lại có huyết mạch của Siviu. đúng lúc này trừng úy đã bị bọn kia đánh cho ngã ngửa ra đất ba tên hiên viên tộc cũng xuất hiện la chính thẩm nghĩ đây là trừng úy hắn bị truy sát rồi lẽ nào là người của hiên viên tộc tên hiên viên tộc nói với đồng bọn lâu cát ngươi đi giết mấy tên không liên quan kia ta và vu mã mặc sẽ giải quyết trường úy tên lâu cát đồng ý được la chính truyền âm cho mấy thằng xung quanh trường úy ngươi giữ chân hai người kia một lát ta sẽ sử dụng lực linh hồn để áp chế tên lâu cát đó ba người các ngươi cùng ra tay giết gã ta một tên chết là dễ dàng hơn rồi trường úy ngạc nhiên đây là còn nhị tinh thì nói giọng nói của la chính trường úy bò dậy rồi tán đồng hết cách rồi chỉ đành phản kháng thôi kế minh cũng nói không quản nhiều như vậy nữa nghe theo la chính thế là kế minh và nhị tinh đều biến lớn còn tên tông dịch kia thì cắm đầu lùi mất hắn vừa đi vừa nghĩ trường ý còn không đánh lại hoang thần mình vẫn nên trốn đi trước đã tên lâu cát chế nhạo ha 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 hai tên lâu la mà cũng dám phản kháng bên này la chính đã thi triển thiện ác cuồng loạn lập tức thần hồn của tên lâu cát đã bị chấn động lợi dụng lúc này kế minh và nhị tinh đập vào đầu tên lâu cát này nhưng tên lâu cát này đã bừng tỉnh hắn tóm lấy gậy và chụp lấy cổ của nhị tinh sau đó thì cười nham nhở chút bản lĩnh này mà còn muốn đối phó với ta gan cũng lớn đấy bên này la chính đã vung kiếm lên đánh ra một chiêu dung đạo chi kiếm chảm một đường kiếm quang phóng tới sạch một nhát đã xin nhẹ cái đầu của lâu cát tên này thấy tầm nhìn bị lộn vòng vòng thì nghĩ sao có thể chứ bên này trừng úy đã bị đấm thẳng vào mồm la chính thông báo trừng úy lâu cát đã giải quyết rồi ta làm nhiễu loạn tâm thần hai người này ngươi tìm cơ hội giết bọn họ trừng úy ngạc nhiên thầm nghĩ lại thật sự thành công sao hai tên kia lao đến tính làm thịt trừng úy và hét lên man ngoãn chịu chết đi, cơ mà thần hồn của hai tên hiên viên tộc kia đã bị chấn động, Trừng Úy cũng nhận ra, cơ hội tốt, thế là hắn vung kiếm chém một nhát, lập tức cắt một nửa cái đầu của tên Vu Mã mặc ra, tên kia gào mồm lên gọi, Vu Mã mặc, La Chính tiếp tục công kích linh hồn, lập tức thằng này đã bị chấn động, Nhân cơ hội, Trừng Úy xuyên thẳng vào ngực tên này, phập một nhát, kiếm của Trừng Úy đã cắm ngập đến tận chuôi, hắn nói, kết thúc rồi, La Chính cũng xuất hiện đằng sau Trừng Úy, hắn liền cung kính nói, cảm ơn Trừng Úy ta nhất định nhớ ơn cứu mạng lần này, La Chính thản nhiên đáp nếu ta không ra tay bọn họ giết ngươi xong sẽ đuổi giết ta cứu ngươi cũng là cứu chính mình không cần quá để bụng Trừng ý liền nói cái này đâu có giống nếu không có người ta căn bản không cách nào giết chết bọn họ lúc này tên tông dịch chạy và nịnh nọt Trừng ý đại nhân ngài không sao chứ Trừng ý đại nhân vậy mà có thể lấy một địch ba sợ rằng trong lớp trẻ tộc si vu không ai có thể địch nổi Trừng ý liếc mắt nhìn tên mặt dày này sau đó thì hỏi thăm hôm nay đa tạ mấy vị đã giúp đỡ xin hỏi xưng hô của mấy vị la chính ta tên nhị tinh kế minh đại nhân Ta là tông dịch, Trừng Ý liền nói, không thể ở trong cánh đồng hoang vạn cổ này nữa, tộc hiên viên đã có ra tay trên diện rộng, trở nên vô cùng nguy hiểm, ngươi có rời đi cùng ta không? Nếu như cần hoang cốt, ta có thể tặng ngươi một triệu miếng hoang cốt." La Chính trả lời, "Đa tạ ý tốt của ngươi, một là cảm thấy hổ thẹn, hai là ta còn muốn tìm kiếm một lần trên đồng hoang này, không cần lo lắng cho ta, ta có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân mình." Trừng Ý ngẩn người một chút rồi nói, "Thế thì được, chuyện xảy ra ở đây ta phải nhanh chóng quay về bẩm báo, nên đi trước một bước." sau này có duyên gặp lại sau đó hắn phóng vút đi la chính hỏi đồng bọn các người dự định làm thế nào nếu như không đi chúng ta có thể cùng nhau tìm hoang cốt trong thời gian ngắn ngủi có lẽ sẽ không có tộc hiện viên đến đây một đứa lại nói thời hạn của chuẩn nhập lệnh là 18 ngày chi bằng đến ngày đó gặp lại nhau đúng không vội la chính mạnh như vậy còn có gì mà sợ nữa chứ được được tông dịch nghe xong thì đần mẹ nó người chuyển cảnh 18 ngày sau danh địa si view của tháp thiên nam cốt thấy đám la chính trở về nữ nhân tóc tím lại nói trường úy đại nhân đã dặn dò tộc view sẽ không lấy số hoang cốt các người đảo được nếu có hoang cốt huyết thống thì chúng ta sẽ lấy giá thị trường đối cho các người cho nên có hoang cốt cần đổi thì lấy ra đi tông dịch thí chí cười lên thật sao ha 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 tốt quá rồi trừng úy đại nhân vừa có thực lực lại có nữ nhân tóc tím quạt lại ngươi vui cái gì trừng úy đại nhân nói là la chính kế minh và nhị tinh không cần chia thế có liên quan gì tới ngươi nhanh nộp ra đây tông dịch hoảng hồn hỏi cái gì la chính nói với quả sự ta chỉ cần bốn miếng hoang cốt huyết thống này những miếng hoang cốt khác các ngươi có thể đổi thành hoang cốt bình thường quản sự phản đối không được hoang cốt ẩn chứa huyết thống si view cái này ngươi không thể mang đi kế minh cũng hỏi thứ cho ta nhiều lời la chính huynh cầm miếng hoang cốt huyết thống này cũng chẳng dùng được lẽ nào ngươi còn có thể hấp thu sức mạnh hoang thần trong đó hay sao la chính hỏi lại nếu ta có thể hấp thu sức mạnh hoang thần trong đó thì sao mấy tên khác chen mùm vào đừng đùa nữa chỉ có người của tộc si view mới có thể hấp thu được hoang cốt huyết thống này đúng là quá hoang đường mà lúc này có một người đầu bạc đi ra và nói có chút thú vị tên này là điêu viễn trưởng lão của tộc si Vu điêu viễn nói nếu ngươi có thể hấp thu sức mạnh hoang thần trong miếng hoang cốt huyết thống này tộc si Vu sẽ thưởng thêm cho ngươi 50 miếng hoang cốt huyết thống cô em tóc tím nói điêu viễn đại nhân đích thân tới đây thứ lỗi cho tiểu nữ không thể tiếp đón từ xa la chính hỏi điêu viễn lời các hạ vừa nói là thật chứ điêu viễn trả lời đương nhiên là thật nhưng mà khỏi cần thử chắc chắn người không làm được ha 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 có điều vì ngươi đã cứu trừng ý cháu ta một mạng nó nói ngươi thần thông quảng đại tộc si view chúng ta hiểu đạo dùng người nên ban thưởng cho ngươi một phần huyết thống tộc si view cũng không phải việc gì khó khăn ngươi có bằng lòng hay không la chính trả lời đương nhiên bằng lòng nhưng trước đó ta vẫn muốn thử một lần ta muốn biết mình có thể hấp thu sức mạnh hoang thần trong đó hay không điêu viễn lại hỏi sao vậy nhìn biểu cảm của ngươi hình như rất không quan tâm đến huyết thống si view của chúng ta được vậy ta phải nhìn xem ngươi có thể hấp thu sức mạnh hoang thần của tộc si view chúng ta hay không la chính cầm khúc xương lên rồi bắt đầu thi triển một tên bên dưới rẻ biểu lịch tuyên pháp lại dùng thủ đoạn hấp thụ vụng về như vậy hoang cốt huyết mạch tốt như vậy sẽ lãng phí hoang cốt la chính cứ thể tiến hành hấp thu có điều hắn hấp thu sạch sẽ, sẽ không sót một phần la chính cầm lên ngắm nghiếm một hồi điêu viễn cũng phải hoảng hồn tiểu tử này lại thật sự có thể hấp thu lẽ nào hắn là người của tộc si Vu ta sao khi ta luyện hóa một miếng hoang cốt cũng sẽ lãng phí khoảng 3 phần sức mạnh hoang thần vậy mà thân thể thằng nhóc này lại có thể cất chứa hết toàn bộ điêu viễn hỏi la chính ngươi đã sớm biết mình mang huyết thống si Vu? cha mẹ ngươi là ai la chính đáp lời ngươi không cần biết cha mẹ ta nhưng hình như điêu viễn đại nhân phải thực hiện lời hứa của mình rồi thì phải điêu viên đáp lời 50 miếng hoang cốt ta sẽ thực hiện lời hứa của mình nhưng ngươi phải đi với ta một chuyến hoang cốt ngươi đào được không cần phải đổi la chính đồng ý được điêu viễn liền nói đi theo ta sau đó la chính cùng với điêu viễn bay vút lên trời la chính liền hỏi điêu viễn đại nhân ông muốn dẫn ta đi đâu điêu viễn nhắc nhở gọi điêu thúc là được rồi ta dẫn ngươi trở về cốt tháp thiên linh tiến hành kiểm tra xem huyết thống của ngươi thuần khiết được đến bao nhiêu nếu ngươi thực sự là người của tộc si vu ta tộc ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi la chính ngạc nhiên hỏi độ thuần khiết điêu viễn giải thích tộc si vu ta là huyết thống cao quý nhất trên thế giới này độ thuần khiết trong huyết thống của mỗi người cũng khác nhau sẽ được đo từ lúc ra đời đương nhiên ngươi cũng không tránh được chuyển cảnh cốt tháp thiên linh sau nửa ngày bay trên trời thì cũng đến được chỗ này la chính ngạc nhiên hỏi cao như vậy điêu viễn lại dặn dò đi theo ta la chính nhìn vào những tòa nhà thì hỏi không gian ở đây rất lớn là do tộc si view đã khai phá sao điêu viễn giải thích đương nhiên là không phải chúng ta không có năng lực phá hoại những hải cốt này chúng ta chỉ có thể đem lãnh địa xây dựng ở trên cơ sở của khe hở mà thôi nửa ganh giờ sau hiêng người đã tới lãnh địa của si view trnn đây có bức tượng binh chủ si view ba đầu sáu tay điêu viễn nhìn lên bức tượng và nói đây là bức tượng lãnh tụ của tộc si view chúng ta nếu như vào tộc ta nhất định phải thành khẩn bái lại la chính ba quỳ chín lại rồi nghĩ si view vốn dĩ là của ông ngoại mình bái lại một chút cũng là lẽ đương nhiên sau đó điêu viễn đưa la chính vào một đại điện một tên to con bước ra và hỏi ha ha điêu viễn ngươi muốn ban tặng cho tên nhóc này một phần huyết thống của tộc ta à điêu viễn trả lời đúng thì sao ngươi có ý kiến gì không tên kia liền nói chuyện do đại trưởng lão quyết định ta nào dám có ý kiến ta chỉ nghi ngờ không biết liệu tên nhóc này có thể vượt qua kiểm tra hay không không biết tên này tu luyện chân thần từ nơi nào người hoang dã luôn kỳ quái điêu viễn đáp lời yên tâm đi chắc chắn la chính sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào trong bài kiểm tra đâu ta tin tưởng trừng úy sẽ không nói dối thế nhưng có lẽ ngươi phải thất vọng rồi la chính không cần phải kiểm tra tên kia lại hỏi nghĩa là sao đại trưởng lão định cấy huyết thống cho hắn luôn hả lúc này có một nữ nhân bước ra và nói Điêu viễn người nào muốn gia nhập tộc si vu ta cũng phải vượt qua kiểm tra cho dù đứa trẻ này đặc biệt như Trường úy đã nói nhưng cũng không thể miễn được người này là đại trưởng lão của tộc si vu tên là tử ngọc điêu viễn cung kính nói đại trưởng lão điêu viễn ta vốn không có ý đó bởi vì bản thân la chính chính là người tộc ta ta tìm đại trưởng lão vì muốn kiểm tra mức độ thuần khiết trong huyết thống của hắn tử ngọc liền hỏi ngươi vừa mới nói là chính chính là người tộc ta ư điêu viễn xác nhận không sai ta tận mắt chứng kiến hắn hấp thụ một miếng hoang cốt huyết thống si view ánh mắt của tử ngọc trở nên khó hiểu sau đó cô ta tuyên bố thử là biết ngay ngươi có huyết thống tộc si view hay không Kỳ xương ngươi đi thông báo cho người trong tộc mang những đứa trẻ tròn 6 tuổi ra ta sẽ chuẩn bị để la chính ngươi và người tộc ta cùng tham gia nghi thức tịnh huyết chuyển cảnh một canh giờ sau quảng trường của tộc si view đám người đã kéo đến đây nhiều vô số kể mấy tên bàn tán với nhau đại trưởng lão tại sao phải làm nghi thức tịnh huyết sớm như thế nghe nói một tên ngoại tộc lại mang trong mình huyết thống của tộc ta nên mới tổ chức sớm sao có thể thế được huyết thống tộc ta cao quý làm thế nào một kẻ ngoại tộc lại có thể sở hữu dễ dàng như vậy có khi nào hắn trộm huyết thống đó không điều đó là không thể ngươi tưởng huyết thống là thứ muốn trộm thì trộm à điêu viễn nhắc nhở la chính người tộc si vu ta vô cùng xem trọng huyết thống của mình nên không tránh khỏi có thái độ thù địch với ngươi đừng để bụng la chính xác nhận không sao tử ngọc bên này tuyên bố lần này nghi thức tịnh huyết được tổ chức sớm hơn nếu ai không bằng lòng tham gia thì có thể rời đi người ở lại có thể bắt đầu ngay lúc này một quả trứng đã được lấy ra tử ngọc đứng bên cạnh điều khiển cô ta nói với la chính la chính ngươi có thể đến đây rồi lúc này một tên tức giận nói dựa vào cái gì lại cho kẻ ngoại tộc kiểm tra trước vũ nhi và linh nhi nhà ta phải kiểm tra trước nói rồi bế hai đứa nhỏ đến tử ngọc đồng ý được thôi đã vậy thì kiểm tra cho vũ nhi và linh nhi trước đi sau đó Tử Ngọc lấy một cái kim ngọn chọc vào ngón tay đứa nhỏ, một giọt máu được nặn ra, La Chính thầm nghĩ, đây là làm thế nào mà kiểm tra được độ thuần khiết của huyết mạch, giọt máu nhỏ xuống quả trứng, quả trứng lập tức đổ rực lên, Tử Ngọc tuyên bố, huyết mạch của Linh Nhi là trên lục phẩm, là chuẩn thất phẩm, chúc mừng bá húc, tên kia vui vẻ giơ con gái lên và nói, tốt quá Linh Nhi, con gái tốt của ta, huyết mạch lục phẩm đã thuộc thượng phẩm rồi, trong một nghìn năm nay cũng chỉ xuất hiện hai huyết mạch lục phẩm mà thôi, không ngờ Linh Nhi lại là huyết mạch chuẩn thất phẩm tương lai của cô ta sẽ có tác dụng lớn trong tộc cvu thế là cả bọn kéo nhau chạy tới đại trưởng lão con của ta cũng muốn kiểm tra chúng ta cũng muốn ta đến trước một canh giờ sau đám kia cũng kiểm tra xong tử ngọc thông báo mọi người cơ bản đều đã kiểm tra xong la chính bây giờ đến lượt ngươi đưa tay ra la chính đề nghị hay là ta tự làm được không cơ mà tử ngọc vẫn giữ cây kim cứ để ta sau đó chọc vào trong tay nhưng da la chính còn dày hơn cả tường thành làm sao có để đâm qua tử ngọc tròn mắt ngạc nhiên hửm sao không chọc được thế là cô ta vận chân khí bao quanh cây kim lại lần nữa cơ mà vẫn không chọc nổi tử ngọc thầm nghĩ xảy ra chuyện gì vậy cơ thể của hắn sao lại kiên cố như thế thấy tử ngọc trợn trừng mắt nhìn mình la chính liền nói đã nói là tự làm rồi mà thế là tử ngọc trừng mắt lên tiếp vung tay đâm thật mạnh vào tay la chính sau đó cô ta rút cây kim ra một giọt máu hoàng kim hiện ra tử ngọc liền hỏi màu vàng tử ngọc vung tay một cái giọt máu cẩu la chính phóng vào quả trứng quả trứng sáng lên mấy tên kia liền ngạc nhiên hỏi có thay đổi tên này thật sự có huyết thống tộc si view chúng ta sao có điều tốc độ biến màu chậm quá xem ra muốn đạt nhị phẩm cũng khó tên kia cười phá lên ha ha điều viễn ngươi đúng là giỏi đó không ngờ lại mang một tên nhóc có huyết thống của chúng ta về tiếc là hắn chỉ có nhị phẩm hơi rác rưởi một tí kẻ hoang dã này không được rồi có phải là con của ai đó trong tộc ta lạc ở ngoài không nhị phẩm quá bình thường hắn hài lòng rồi nhỉ ít nhất cũng được ở trong cốt tháp đây là may mắn phải tu mấy đời mới có đấy khà khà tử ngọc quay sang la chính và nói chúc mừng ngươi Ngươi thật sự có huyết thống của tộc ta, tiếc là phẩm chất khá thấp. Đột nhiên, quả trứng kia phát ra những tiếng rắc rắc. Mấy đứa kia ngạc nhiên hỏi là âm thanh gì vậy? Là đá ngọc. Sao lại xuất hiện vết nứt vậy? Bên này quả trứng đã bị nứt vỡ, sau đó nổ tung. Tử Ngọc hoảng hồn hỏi sao lại như vậy? Tử Ngọc thầm nghĩ năm đó chỉ có máu của mình mới có màu đỏ sẫm như vậy, bởi vì mình là huyết mạch chuẩn cửu phẩm, độ tinh khiết huyết thống của những người cùng tộc khác không thể sánh. Hiện giờ đá minh huyết đã biến thành màu đỏ sẫm và bể nát. Điều này có nghĩa là sao? Thế là cô nói với La Chính. La Chính, ngươi ở yên đây, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Nói xong lập tức chín cút. Điêu Viễn bá vai bá cổ La Chính và hỏi, cái tên nhà ngươi làm cách nào thế hả? Không ngờ ngươi lại có thể làm vỡ đá minh huyết. La Chính cười khổ, ta cũng không biết. Chốc lát sau, Tử Ngọc đến nơi ở của người đi đầy trong ngọc bích. Cô ta cất tiếng gọi, cha. Người kia liền hỏi, Tử Ngọc, có chuyện gì? Tử Ngọc trả lời, hôm nay Điêu Viễn dẫn một người ngoại tộc về, đồng thời bảo rằng hắn có huyết thống của tộc ta, cho nên con mới tổ chức nghi thức tịnh huyết sớm. Nào ngờ hắn vừa nhỏ máu, thì đá minh huyết đã đổi sang màu đỏ tươi rồi vỡ nát lão già kia lại nói huyết thống của một người ngoại tộc lại có thể làm vỡ đá minh huyết nghĩa là huyết thống của tên đó không chỉ là thập phẩm tử ngọc ngạc nhiên hỏi không chỉ thập phẩm là sao phụ thân chẳng phải người đã nói huyết thống của tộc si vu ta chỉ có cửu phẩm thôi sao lão già giải thích người tộc si vu trên thế giới này chỉ đạt cao lắm là cửu phẩm bởi vì huyết thống của người bị lưu đày như chúng ta không tinh khiết là bao khối đá minh huyết mà ta ban cho con chỉ có thể kiểm tra ra huyết thống từ thập phẩm trở xuống bởi vì thập phẩm đã là dư giả với bọn con rồi không ngờ lại có người làm đá minh huyết vỡ vụn ta muốn đi gặp người đó tử ngọc liền hỏi phụ thân muốn xuất quan ạ à. lão già trả lời những người bị lưu đầy như chúng ta đều chúng nguyền rủa của cổ thần hỗn độn phải trốn trong cốt tháp mới giữ được cái mạng bế quan cũng chỉ là một cái cớ mà thôi thế là ngọc bích đã vỡ nát ra lão già này tên là phù nhị tử ngọc liền gọi phụ thân cô ta thầm nghĩ nhiều năm như vậy mình chưa bao giờ thấy qua dung mạo của phụ thân cho dù mẫu thân đã qua đời phụ thân cũng không rời khỏi tường ngọc không ngờ rằng phụ thân sẽ rời khỏi tường ngọc vì la chính làm vỡ đá minh huyết phù nhị ôm lấy mặt con gái mình và nói nhiều năm như vậy không ở bên cạnh con không phải ta không muốn rời khỏi tường ngọc mà là người bị lưu đầy như chúng ta luôn bị lời nguyền của cổ thần hỗn độn dày vò nên chỉ có thể cố gắng cuộn mình trong không gian hẹp này thôi hy vọng con có thể hiểu đưa ta đi gặp hắn Tường ngọc ngoan ngoãn nghe lời chuyển cảnh một khắc sau tại quảng trường của tộc si mấy đứa bàn tán với nhau đại trưởng lão đi lâu quá rốt cuộc làm gì thế nhỉ đá minh huyết vỡ rồi, sau này lấy gì làm nghi thức tịnh huyết đây? nhìn hai luồng sáng trên trời, mấy đứa reo lên. đại trưởng lão quay về rồi, la chính thẩm mỹ khí tức của người phía sau đại trưởng lão không giống với người bình thường, người này là người bị lưu đày sao? Tử Ngọc chỉ vào La Chính và nói phụ thân, hắn chính là La Chính, người ngoại tộc. Phu nhị nói với La Chính, nếu như lão phu không nhìn lầm thì ngươi đã ngộ ra chân ý của đạo kỳ quái thật. Nếu ngươi có huyết thống tộc si vu, thì rất khó được chủng tộc khác thu nhận, cũng không thể nào có chuyện tu luyện chân ý của đạo từ những lão quái vật kia người tu luyện chân ý của đạo ở đâu hay nói đúng hơn là ngươi không thuộc về thế giới này phải không la chính đáp lại ta có thể tạm thời không trả lời được không sau đó thì nghĩ lực quan sát nhạy bén thật phụ nhị đề nghị có thể nhưng ta cần giúp ngươi kiểm tra huyết thống một lần nữa la chính đồng ý thế là đưa tay ra một giọt máu đã được lấy ra phụ nhị cũng lấy một giọt máu của mình ra hòa trộn với máu của la chính sau đó một cái trận đồ đã hình thành phụ nhị hoàng hồn nói cái gì tử ngọc hoàng hồn hỏi phụ thân sao thế ạ phụ nhị lắp bắp Ngươi, ngươi, huyết thống của ngươi. Sau đó hét toáng lên. Tại sao huyết thống của ngươi lại là vương phẩm? Sao có thể như thế? Đại ca, Yên Hoa Huynh, Trí Nghĩa, các người đoán xem ta vừa nhìn thấy gì? Ha ha ha, ta lại có thể được thấy huyết thống vương phẩm. Không ngờ nó lại xuất hiện ở nơi này, cái nơi lo tù này. Ở các nơi khác những người được déo tên cũng nói. Cái gì? Phủ nhị đang nói lung tung gì thế? Huyết thống vương phẩm ư? Ông ấy nằm mơ à? Trong thế giới này có huyết thống vương phẩm. Không thể nào. Chúng ta cùng đi xem. Ta cũng đi xem thế là cả bọn cùng nhau lao đến chỗ la chính la chính nhìn lên trời thì nghĩ trong chốc lát lại xuất hiện nhiều người bị lưu đày như thế kim lão lên tiếng hỏi phù nhị ngươi khẳng định đứa nhỏ này có huyết thống vương phẩm của tộc si view chúng ta à hay là ngươi nhìn nhầm rồi phù nhị giải thích tuyệt đối không nhầm huyết pháp thống nhất chọn cắn nút vết nhơ sức mạnh huyết thống chứa đựng trong máu ta gần như không thể chống cự được chỉ huyết thống vương phẩm mới có tư cách làm được điều đó kim lão lại hỏi cha mẹ của ngươi là ai la chính trả lời mẹ của ta tên lạc thủy kim lão liền hỏi Lạc Thủy, một tên khác liền nói, hình như tộc Lê dân ta không có người này, kể cả trong vương tộc cũng vậy. Chỉ nghĩa, ngươi từng nghe về người này chưa? Nhưng mà Chỉ nghĩa đột nhiên lao xuống, hắn cung kính quỳ xuống bái kiến La Chính, phù nhị hỏi, Chỉ nghĩa ngươi làm gì vậy? Chỉ nghĩa cung kính đáp, trước khi ta bị lưu đày, bé gái trong vương tộc đã ra đời. Lúc đó núi ngọc thiềm mưa to như chút nước, nên bé gái được đặt tên là Lạc Thủy. Đó là con gái nhỏ tuổi nhất của đại tù trưởng. Còn đặc biệt ban lệnh cho chín bộ lạc ăn mừng 3 tháng. Thế là đám người cùng nhau hạ xuống tất cả đều quỳ xuống hành lễ với la chính đám dân chúng ở đây cũng thế la chính trông thấy thì giật hết cả này cái này sau đó hắn lớn tiếng các vị miễn lễ đi kim lão buồn bã nói lẽ nào tộc lê dân của chúng ta đã thất bại rồi sao vì sao đến con cháu của đại tù trưởng cũng bị lưu đày xuống thế giới này tộc si vu đã ngập tràn nguy cơ trước khi ta bị lưu đày rồi nghe nói đại tù trưởng định đánh một trận với đế hồng thị tại trác lộc nhưng mà ta đã bị lưu đày trước lúc đó nên không biết gì cả xin hãy cho ta biết chuyện khi ấy la chính trả lời ta không bị lưu đày đến đây Kim lão liền hỏi, không bị lưu đầy ư? Vậy ngươi đến thế giới này bằng cách nào? Chẳng lẽ ngươi đến đây bằng chiếc thuyền ở trên cốt thập man thủy? La Chính trả lời, ừm, chiếc thuyền đó là Si Vu tạo ra, ta không sinh ra ở thế giới mẹ, mà là trên chiếc thuyền đó. Còn về tình hình thế giới mẹ có lẽ cũng gần giống như các người đã nghĩ, tộc Lê dân thật sự thất bại, vì thế ông ngoại mới tạo ra chiếc thuyền chạy nạn để nhiều con dân chạy thoát. Mấy tên ở đây liền hỏi, tộc Lê dân thật sự thất bại rồi sao? Chúng ta thua đế Hồng thị, vậy đại tù trường đâu? 81 ma thần đâu, biết bao nhiêu si vưu vệ đâu. La Chính trả lời, ta không rõ lắm, ta chỉ biết chiếc thuyền này cho hy vọng của tộc Lê Dân. Trong đó cũng có vô số con cháu tộc Lê Dân. Đây là chiếc thuyền chạy nạn, bởi vì chiếc thuyền này gặp phải sự đuổi giết của hiên viên vệ. Lê Dân trên thuyền gần như bị tàn sát hết sạch, mọi việc đại khái là như vậy. Kim Lão điên tiết lên quát, hiên viên vệ, đáng tiếc là khi xưa ta không giết sạch đám hiên viên vệ chết tiệt đó chỉ có trăm tên hiên viên vệ chết trong tay ta thôi la chính liền hỏi một người mà có thể giết hết một trăm tên hiên viên vệ sao đây là thực lực cỡ nào chứ phù nhị hỏi nói cách khác nguyên nhân làm chiếc thuyền kia đột nhiên thay đổi hướng cách đây không lâu là người hà la chính xác nhận ừm phù nhị quay sang hỏi kim lão đại ca ngươi nói xem nên làm sao bây giờ kim lão thở dài lão già này tuổi đã cao dù phải hy sinh cái thân tàn này vì tộc lê dân cũng không sao nhưng mà đã vào thế giới này thì không thể ra được còn cách nào nữa chứ phù nhị cũng nói có điều chúng ta phải bảo bộ tộc nữ oa thả chiếc thuyền đó ra để nó rời đi mấy người khác cũng tán đồng nói đúng lắm dù cho bộ tộc nữ oa mạnh thế nào cũng đừng mơ chạm đến chiếc thuyền đó kim lão lại nói các người không nghĩ tới ý kiến của la chính à la chính giải thích mẹ ta đưa ta đến đây vì lý do bất đắc dĩ ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu khi vừa đến thế giới này là phải trở nên mạnh hơn sau đó quay về giết hết kẻ thù ta không chỉ muốn quay về thần vực mà còn muốn quay về thế giới mẹ giết sạch kẻ thù kim lão lại nói với huyết thống của ngươi thì không khó để trở nên mạnh hơn tại thế giới này có điều chỉ e chuyện giết kẻ thù là không thể thực hiện bởi lẽ không ai có thể rời khỏi đây. La Chính nhỏ giọng nói, nếu như ta biết cách quay về thì sao? Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like và một bình luận để nhanh ra tập tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye!